là những tập biểu đại diện cho các dòng họ của làng Đại Quan. Hôm nay các tập biểu làng Đại Quan nhận được giấy mời để cho dấu ấn lịch sử của con cháu làng Đại Quan mãi mãi ghi tên những cái con người và chính quyền của đây người ta này biết là cái chùa từ năm này sinh ra. Đấy là cái lời kêu gọi, và muốn làm được cái thực hiện cái việc này trước tiên là phải nói đến chính quyền, phải có những cái tiếp thị quảng cáo. Sau hội nghị này tất cả các cụ không có mà, và chứng minh là chúng ta có nhất trí, đầu tiên là chúng ta đã nhất trí nhá, đưa ra hội nghị thế nào mà chúng ta có nhất trí là bằng đã làm thực hiện ngôi chùa này không đã. 50 dòng họ chúng ta đã phải nói là bằng có thống nhất là làm hay không đã, nếu thống nhất làm nhá thì xong rồi chúng ta mới triển khai. Thông tin đại chúng các dòng họ thông báo sau cuộc họp này nếu như được nhất trí, thông báo cho tất cả các con dân của làng Đại Quan sống ở quê hương đất nước và sống trong mọi miền Tổ quốc và trên thế giới biết được cái chùa Kim Biên tới đây và bắt đầu triển khai làm như thế này. Các người con trong mọi miền Tổ quốc và kể cả nước ngoài sẽ hướng tâm về cái tiền này. Thì theo tôi được biết là như thế này, kinh phí của tỉnh cho không có, huyện không có, chính quyền là thực sự là nào với chúng ta lâm dân thì chính quyền chắc là có thì không đáng kể. Tiền toàn bộ phụ thuộc vào con dân làng Đại Quan, mà nhân dân làng Đại Quan chúng ta là từ trước ra nhá là rất có, luôn luôn là hướng về cội nguồn, về tổ tiên, về với lại chùa. Thế nhưng mà phải cho những cái tập biểu ngồi đây này đi thông báo này, và chính quyền là thông báo lên loa này do một thời gian dài. Thế còn vừa rồi nhá, tôi nghe là trình bày như thế này, chúng tôi lâm dân thì 3D 14D, cái gì chúng tôi phải bằng thực tế. Đừng như cái dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, ai là chủ trì, thời gian nào thi công, bao giờ hoàn thiện, số tiền bằng bao nhiêu, cụ thể. Nhưng bây giờ nói mọi người thi công thì 10 năm sau hoàn thiện, nhưng mà đường Cát Linh Hà Đông thì mai bắt đầu thi công, bao giờ hoàn thiện, ai chịu trách nhiệm. Nếu chịu trách nhiệm với toàn thể nhân dân này, chúng tôi phải bầu ra những người này chủ trì chùa nhá. Đầu tiên là phải nói chủ trì chùa chịu trách nhiệm đầu tiên, sau này đến ban trị sự. Và muốn làm được việc này nhất phải chung tay của tất cả các dòng họ 50 làng Đại Quan này, thì phải cử ra, ví dụ như họ tôi đã có dự kiến, ví dụ như họ chúng tôi là cử những người phải hiểu biết về xây dựng này, phải có lời ăn tiếng nói này. Ví dụ cho họ chúng tôi sẽ dự tính nhá, là sẽ cử ông Dư, cử bà Chí Niệm tới đây. Chứ còn chùa đây của nhân dân làng Đại Quan phải các cái dòng họ ra tham gia, nhất về phần kinh tế cực kỳ công khai, không phải cái chùa này của mấy ông mấy bà ấy, không thể ít thì sẽ không công bằng đâu, không công khai đâu. Hai cái này như thế này, đã nói đến kinh tế nhé, không sòng phẳng, không dứt khoát nhé, rồi người ta có khi người cung tiến vào chẳng được, rồi sẽ làm chấm đen mút. Người ta cung tiến vào nhưng không phải để đây để chấm để mút, cực kỳ công khai về phần kinh tế. Còn cái dự án này phải treo lên, đưa về photo về các dòng họ lớn, còn dòng họ 1-2 gia đình thôi, để chúng tôi về tham khảo. Chúng tôi thấy à, tôi đưa về, chúng tôi về photo đưa cho các cái người mà con cháu của dòng họ nhờ ơn tổ, nhờ ơn cái nơi trung tâm các thôn này ra thành đạt có tiền, đưa đây là cái chùa nó như thế này này. Bây giờ những ông bà có tiền thì cùng tiến về đi, mà đến chùa xây dựng sắp rồi nhờ hết cơ hội cùng tiến. Vì không phải đây hơn 300 năm rồi mới lại có một lần chúng ta là trùng tu là chùa, đây không phải trùng tu mà chúng ta làm mới cái chùa này. Nhân thì phải là có, chúng tôi nói một mồm không chưa đủ. Đây cái dự án này như thế này này, tiền như thế này này, nhân sự làm như thế này này, gửi về các dòng họ lớn, chúng tôi dòng họ chúng tôi đi tiếp thị, đi photo cho các thành viên thành đạt, kêu họ đấy tiền ở đấy, cái tiền ở đâu. Chứ còn bây giờ chúng ta tỉnh không cho rồi, huyện không cho rồi, xã không có rồi, vậy số tiền này nhá toàn bộ nằm ở trong nhân dân và xã Đại Hưng, mà xã Đại Hưng chúng ta nhá rất nhiều người giàu. Nhưng mà cái giàu này nhá thì chúng ta phải nói cho họ biết là cái việc ý nghĩa của chùa Kim Liên sau hơn 300 năm mà bây giờ chúng ta không làm được sao. Thì hơn nữa là nhờ lơi trôn trong các chốn của ông, bây giờ ông đi ra bên ngoài thành đạt như thế này, ông nên hướng tâm về để chúng tôi ở nhà dòng họ chúng ta có tiếng nói với 50 dòng họ khác, là dòng họ đang bị tập, ví dụ thế là cung tiến số tiền này như thế này này,
Thì vậy là những cái tộc biểu ngồi đây đại diện cho các dòng họ. Nhưng mà phải chúng tôi nói bầu chuông không ấy, thực sự là không thuyết phục. Hai nữa là thông tin đại chúng, cái loa của bốn thôn này này, ví dụ như một tháng là phải thông báo hai lần về chùa, cụ thể như thế này này này, phải liên luôn cập nhật những cái tiền cung tiến này cho người nào bảo người kia. Yêu là tất cả các cụ cơ quan chính quyền vừa rồi bảo ba đi cũng đi, tôi chẳng biết nó bao giờ thực hiện. Gỗ thì hiện nay tôi biết là nó trở về đến gỗ và ngói, nó trở về đến chùa mình rồi. Nhà chùa, chủ trì chùa, ban trị sự chùa thông báo đây là gỗ xe. Nếu họ tôi ra ban trị sự không phải gỗ xe, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tòa họ thôi. Vì chúng tôi bảo đây gỗ xe đấy, đi tiếp thị với các con dân của họ, các thành viên của họ trong bảo gỗ xe, chúng ta vào vài cái xoa xe rồi xe. Vậy là chúng ta phải nói bằng thực tế, nói để tiếp thị về kinh tế phải nói bằng thực tế, không thể nói mồm chuông được. Phải nói đúng, không toàn chúng ta là bây giờ tôi cứ đinh đinh chủ trì mới đây ban trị sự bảo là gỗ xe, tôi về tôi nói bắt đầu người ta cung tiến về, người ta cung tiến về rồi về đấy trả tiền cũng xe đâu cả tiêu. Thế người ta bảo là đánh lừa người ta đấy, mà về tâm linh, về tâm linh, về chùa thiền nhá thì không được phép làm thế, không được phép làm thế. Đây gỗ xe đây, thực tế đây, 200 khối đây, thực tế đây, chứng minh đây. Thế thì bây giờ phải có, nói tóm lại thì tiếp thị truyền là phải thuyết phục, mà phải thông bằng thực tế. Tôi đã từng làm đấy, không phải khoe với các cụ công các bạn, biết bao nhiêu năm làm chủ tịch hội đồng dân tộc. Họ tôi, đây là tôi nói áp dụng từ các họ làm về tập chúng tôi là ra đến cái việc lớn tới đây của các dòng họ chúng tôi phải làm. 14 năm rồi họ tôi đóng có 700.000 tiền, 14 năm một thành viên đinh họ đóng có 700.000. Thế mà chúng tôi tiêu nhá 13 tỷ. Toàn tiền cung tiến thôi, chứ đóng được bao nhiêu đâu, không đóng được không bao nhiêu, nhưng mà toàn tiền cung tiến. Nhưng mình phải nói đi đâu với việc nào, nói đi đâu với việc nào. Từ nay đến năm 2022 chúng tôi làm toàn bộ trong phần thô thì bằng cái nào phải thực hiện, cho phép chung sai 1-2 tháng. Thế thì bảo phải thôi trả tới đâu phần thô vài cái gạch cái móng đi, ông đi tiếp thị tiền. Rất nhiều thành viên hỏi tôi như thế này, tiền lúc vuông tôi cũng tiến về nổi 20 triệu, 10 triệu. Ông ơi, họ mình nhá, tôi là thành viên, tôi cũng tiến vào đã cũng đúng vuông chưa. Thế nên mình bảo đến chuông đâu. Vậy là áp dụng lại đến cái việc lịch sử sang trang của các làng đại quan, cái chùa kim liên này, chúng ta nói là phải đúng, nói đi đâu với Việt Nam. Bắt đầu ngày này thông báo lên loa, ngày này bắt đầu khởi công cho các dòng họ biết chúng ta đến. Chúng tôi đến đấy không phải vì ăn, không phải vì mình một miếng nào, nhưng là ý là chúng tôi đến đông cũng là cái ý kiến ủng hộ cái việc làm của các cái người mà có trách nhiệm đối với chùa Kim Liên. Chúng tôi đến không phải vì miếng cam miếng nào, nhưng mà tất cả chùa mà đi vài cái ông cái bà mà động thổ đi nó bắt đầu làm đấy, đây còn có vài mấy ban thanh trực chùa chưa đủ. Thông báo cái thông tin đại chúng cho toàn bộ con dân là đại quan biết ngày này tháng này chúng tôi đi xem về tâm linh rất chính xác, vào 7:05 ví dụ thế là ngày động thổ, kêu gọi tất cả các cụ công các bà là nhân dân là đại quan đến chứng kiến cái lễ động thổ. Thế thì mới ra tiền, người ta đến chứng kiến đi, thấy thực tế đấy người ta mới cung tiến đấy. Ý tôi nói là gì, những cái việc nào phải hết sức là xác thực, mà nói là phải đi đôi với việc làm. Thế còn bây giờ trong cái hội nghị hôm nay là đầy đủ, không phải hôm nay họp mai họp, hàng năm mới có một cái buổi họp tổng biểu như thế này. Như vậy là chúng ta phải làm nói cho rõ ràng ai là trưởng ban khi không chịu trách nhiệm nhân dân đại quan, cái người này chúng tôi có đủ tin tưởng hay không. Đây là thiết kế thi công, nói như thế này xong rồi tôi chỉ nói năm nay tôi 70 tuổi, tôi nhớ làm sao được như thế này. Phải có bằng văn bằng chiếu chỉ đưa trong chủ tịch họ, trưởng họ. Đây, như thế này đây này, nó mới thuyết phục. Còn em đọc như thế kia toàn lớp 7 trên 2 không trong, thì làm sao mà ghi được cái nhìn này cho nó đẹp mắt thôi.
tôi sẽ huy động đến mức tối đa của dòng họ nào hệ thống chúng tôi để cùng tiến vào làm cái việc cho đội đời sau. Biết những con người đang sống trong thời này, đang sống trong thời này làm được cái chùa mới sau hơn 300 năm chùa cũ gần sạch, để cho hậu duệ đời sau biết cái chùa này từng ra từ thời nào, lúc ý nhá, người ta họ tôi nó bảo cái tổ hiệu đang làm, cái ngày làm đang làm cán bộ của họ, bây giờ thì cái thời là làm được cái chùa này mới này, để những con người chúng ta đi để cho hậu duệ đời sau biết. Còn tôi là ông Lưu, nên là ông Dương, thì ai biết. Nhưng mà 50 năm sau người ta gọi là tổ duyên, tổ hữu. Cái thời này ra từ cái chùa này mới lại ra từ cái thời tổ hữu, tổ duyên. Ra cái này, nó có ý nghĩa khác. Hai cái này như thế này. Chúng ta làm, nhưng mà có nhiều cái nhất là chúng ta không đi đâu như thế này. Ví dụ, ở đền, hai ngàn kêu gọi những việc gì? Chúng ta quy định là 1 triệu. Khắc vào bia cho hậu duệ đời sau biết. Làm cái bia đi, làm những cái tờ giấy đem dán cái bờ tường rồi xin lỗi trẻ con gõ bóc cái nó ra. Thà thôi các vị đừng làm vui quá. Làm cái bia nó ra bia mà. Thế thì mới có tiền nhưng mà ừ đây rồi. Về sau cháu chắc chút là tôi không biết là cụ nhà mình có đây không thể nói sai tay mưa cụ nhà mình thấy rồi. Nó vinh dự. Thế thì nhá, mọi người mày hậu duệ sao? Con làm cái tờ bia đem mỏng như tờ giấy nó khoảng 2 phân nên dán bờ tường này bóc này ra. Rồi lại không làm bia nữa, không làm bia nữa, đã nói nhưng mà không đi đâu với việc làm nữa. Tức là đánh giống con chủ nói cho quá chuyện rồi. Mà việc này không kịp được phải chấn tĩnh. Thì mà báo cáo trên các cụ không các bạn ạ. Quan điểm của dòng họ tôi nói lại một lần nữa. Trái phát động hình mức tối là các người con sống ở trong đất nước và cũng như mọi miền của thế giới này biết là chùa Kim Liên tới đây là sẽ xây dựng khang trang hơn, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Ngày xưa gỗ đã trở lên đòi, lên là bây giờ nhờ con tổ nơi trung tâm có tốn của ông của bà của các thành viên lên hướng tâm về. Tôi nói đơn giản nhất là cái sân chùa, không phải là khoe. Cái sân chùa về trước được chuối, mới để giãn chuối muối và trong chùa đốt cần thiết. Đến khi là tôi ra tôi thấy làm lại cho đàng hoàng. Tôi bảo các cháu của tôi này, chùa đang làm cho phong quang sạch sẽ. Đây cụ nhà là tất cả vài ông Hồng vẫn còn nguyên đấy. Cháu tôi có một cái chuyển luôn 20 triệu về, 20 triệu mỗi ngày đấy không phải chuyện đơn giản. 20 triệu về làm cho đẹp đẽ như thế kia. Nếu nói là chân quê là gì, dân dã nha, con không khác mấy đâu mẹ cho bú. Nhưng mà tôi ra tôi mới biết như thế thì tôi mới kêu gọi các cháu của tôi cùng tiến mà đi thì làm cho đẹp đấy. Nhá. Mày có cháu mà không làm cung tiến mà như là hết đâu, người ta làm xong rồi mày cung tiến để làm gì? Nhưng như vậy là nhá, thì vậy lại cung tiến luôn 20 triệu. Vì sau cái cuộc họp này, các tôi biểu này, tôi mong rằng nhá, các cái dòng họ chúng ta phải lên về vận động nhá, vận động các thành viên của các dòng họ mình sống trong mọi người tổ quốc cũng như sống ở trên nước ngoài nữa, hướng tâm về để chúng ta làm với một cái việc như tôi nói là lịch sử sang ta này, thì báo cáo trên các cụ và nhất thiết xây dựng này nhất phải có các dòng họ tham gia vào đấy, chứ không được vài ông vài bà với nhau ở ngoài ấy rồi chơi thế nọ đi kia không được. Và cái phần tôi nhấn mạnh lại một nữa là phải tiếp thị thông báo liên hoa, phải cập nhật tháng một, cái tiếp thị quan trọng lắm, là cái tiếp thị cực kỳ quan trọng. Thì báo cáo trên các cụ không có bà hôm nay là gì rồi đại diện cho dòng họ đào đi tập. Tôi là có mấy lời phát biểu thẳng thắn, những mặt được của chúng ta cần phát huy và mặt chưa được để tới đây liên tục xây dựng được chùa Kim Liên, thì tất cả con dân làng Đại Quan chúng ta cánh đồng tình ủng hộ cái quan điểm này. Tôi là chùa. Trước khi dừng lời, tôi xin kính chúc sức khỏe trên các cụ, các ông, các bà, các đồng chí lãnh đạo địa phương, sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong mọi lĩnh vực. Tôi xin chân thành cảm ơn.